Anh chị em rất thân mến, cách đây 3 năm, giáo phận Phú Cường chúng ta đã khởi đầu một hành trình hiệp thông trong đức tin và đức ái để loan báo tin mừng. Chúng ta đã cùng nhau sống tinh thần hiệp thông trong cầu nguyện, trong cố gắng thăng tiến và trong việc thực thi đức ái. Bước vào năm thứ tư như đỉnh cao của định hướng mục vụ, năm nay chúng ta quyết tâm sống hiệp thông loan báo tin mừng. Đó là định hướng chủ đạo của toàn giáo phận chúng ta trong năm phụng vụ mới này. Chúng ta phải loan báo tin mừng bởi vì đó là sứ mạng căn bản, là bản chất của giáo hội. Đó cũng là bổn phận và là nhu cầu sống còn của mọi Kitô hữu như Thánh Phaolô đã xác quyết. Khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Chúng ta biết rằng mình được tạo dựng, được làm người là để sống với, cùng dắt dìu nhau và nhờ nhau từng bước hướng về quê trời vinh phúc. Xác tín như thế nên mẹ Thánh Teresa Calcutta đã khẳng định không ai có thể lên thiên đàng một mình. Cùng với giáo hội, mỗi người Kitô hữu chúng ta cần ý thức rằng mình mắc nợ với hết mọi người và từng người về hồng ân đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận. Chúng ta có trách nhiệm về phần rỗi của những anh chị em mà chúng ta cùng chung sống trong cuộc đời. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải thực hiện trách vụ loan báo tin mừng trong tinh thần hiệp thông và nhằm xây dựng sự hiệp thông. Bởi vì hiệp thông vừa là gốc, vừa là hoa trái của việc loan báo tin mừng. Hiệp thông đưa tới loan báo tin mừng và loan báo tin mừng hoàn thành trong sự hiệp thông. Thực vậy, ngày nay nhiều người trong chúng ta vẫn còn ái ngại chưa thể thực hiện việc loan báo tin mừng hoặc đã cố gắng loan báo tin mừng nhưng chưa mang lại kết quả nào vì thiếu sự hiệp thông. Bởi lẽ, làm sao chúng ta có thể chia sẻ những cảm nghiệm về Chúa và niềm vui tin mừng cho người khác được khi mà mình chưa biết, chưa gần, chưa thể gặp gỡ, chưa thể nối kết tương giao và chưa đối thoại với họ. Do đó, để thực sự hiệp thông loan báo tin mừng, tôi mời gọi mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Phú Cường. Trong năm nay, chúng ta hãy tích cực sống sứ mạng loan báo tin mừng trong tinh thần hiệp thông cách cụ thể và sống động hơn. Như đã mời gọi anh chị em từ đầu tháng 10 năm 2019 là tháng truyền giáo ngoại thường, nay tôi cũng kêu gọi anh chị em hãy cùng cầu nguyện với nhau và cho nhau, cụ thể qua việc lần chuỗi mân côi sống và chầu thánh thể hàng ngày để cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng của giáo hội và của giáo phận chúng ta được trổ sinh nhiều hoa trái. Xin quý cha xứ, quý tu sĩ, những người phụ trách các giới, các đoàn thể hãy nhiệt thành cổ võ và hướng dẫn việc lần chuỗi mân côi sống và chầu thánh thể cho những người mình có liên hệ và có trách nhiệm phục vụ. Xin anh chị em cũng cố gắng duy trì và phát huy việc đọc và suy niệm lời Chúa trong các giờ kinh tối nơi các gia đình, điều đã trở thành một thói quen tốt đẹp nơi nhiều gia đình. Điều này sẽ mang lại ánh sáng và sức mạnh giúp các gia đình được kiên vững trong những khó khăn thử thách và có thể góp phần vào công cuộc loan báo tin mừng. Để việc loan báo tin mừng được hữu hiệu hơn, chúng ta không chỉ cần những người thiện chí, những tấm lòng đạo đức, nhưng cũng rất cần những người có khả năng xứng hợp. Vì thế, việc thăng tiến, đào luyện những khả năng chuyên môn cần thiết cho việc loan báo tin mừng là điều cần được quan tâm thực hiện. Xin quý cha, quý tu sĩ và mọi người hãy siêng năng học tập và giúp nhau, nhất là giúp cho những người mình có trách nhiệm được học biết những điều cần thiết để sống đạo và có khả năng làm chứng cho Chúa và cho tin mừng. Việc củng cố và thực thi tình bác ái, nhất là qua những việc chia sẻ nâng đỡ những người đau khổ, những người thiếu thốn, là cách thể hiện tình hiệp thông sống động, một cách khơi dậy và củng cố lòng tin vào Thiên Chúa tình thương và cũng là một cách loan báo tin mừng rất hiệu quả. Một việc làm rất cụ thể và mới mẻ trong năm nay là việc tặng lịch nhằm mở rộng và xây dựng tình liên đới.
lịch treo tường năm 2020, năm Canh Tý, với tiêu đề Nối kết tình thân và với ý hướng giúp tuổi trẻ vươn tới sự trưởng thành toàn diện từ nhân cách đến tình yêu, sự chọn lựa và lý tưởng đang được chuyển đến làm quà cho các cha xứ, các cộng đoàn tu sĩ, các thành viên hội đồng mục vụ giáo xứ, các gia đình trong giáo xứ, các ân nhân của giáo phận. Đặc biệt, lịch này cũng được trân trọng gửi đến các cấp chính quyền, các cơ sở tôn giáo bạn, các gia đình và thân hữu ngoài công giáo trên địa bàn giáo phận Phú Cường như một cố gắng nối kết tình thân. Tôi rất mong quý cha xứ và những người có điều kiện liên hệ hãy nhiệt tình cộng tác để chuyển gửi những quyển lịch mang tính hiệp thông loan báo tin mừng này đến được những địa chỉ mà Chúa Thánh Thần sẽ dẫn dắt chúng ta. Hy vọng qua việc làm này sẽ xuất hiện nhiều bước chân dám đi ra và những tấm lòng mở rộng cho sứ mệnh hiệp thông loan báo tin mừng. Xin Chúa ban muôn phúc lành và dẫn bước anh chị em. Thân ái chào anh chị em.